Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái hiệu ứng rất là hay ở trong Blender, đó là hiệu ứng Array nhé. Hiệu ứng Array cho phép chúng ta sao chép đối tượng theo một hướng nhất định. Để minh họa cho cái hiệu ứng Array này, mình đã dựng sẵn một cái tòa nhà như thế này. Và bây giờ mình muốn tăng số lượng tầng cho cái tòa nhà này, thì mình sẽ chọn tầng số 2 này. Và mình sẽ vào Modify, mình sẽ chọn cái hiệu ứng Array này. Ở đây thì Array sẽ cho phép chúng ta thay đổi số lượng. Ở đây chúng ta sẽ vào cái count này và chúng ta thay đổi số lượng. Và Array ở đây nó đang để mặc định là theo trục X này. Và chúng ta có thể thay đổi nó là Array theo trục Y như thế này. Thì chúng ta thay đổi trục Y hoặc là Array theo trục Z thì chúng ta sẽ hay theo trục Z và chúng ta sẽ để là 1 thì nó sẽ theo trục Z và Y là 0, X là 0. Chúng ta sẽ được một cái tòa nhà với nhiều tầng như thế này. Ở cái concept offset này, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sổ xuống, thì cái concept offset này cho phép chúng ta thay đổi khoảng cách theo trục X này. Hai trục X này và khoảng cách. Và chúng ta có thể thay đổi nó theo khoảng cách theo trục Y này. Hoặc là thay đổi theo khoảng cách theo trục Z này. Ta ấn 0 để trở về mặc định. Mình sẽ làm thêm một cái ví dụ nữa để minh họa cho cái hiệu ứng Array này nhé. Mình sẽ chọn cái vật thể này và mình ấn Tab để vào Edit Mode. Sau đó mình chọn cái mặt của nó và mình ấn Shift cộng với D để nhân bản nó ra. Và mình sẽ dùng công cụ Scale, phím tắt là SC. Mình sẽ scale nó theo trục X. Mình ấn SC và X. Tiếp đến mình sẽ scale nó theo trục Y thì mình sẽ ấn SC và Y để scale nó theo trục Y. Sau đó mình dùng công cụ Adjust, phím tắt là E, mình Adjust nó lên là mình đã tạo được một cái bậc thang như thế này. Và mình ấn Ctrl L để chọn toàn bộ cái bậc thang này. Mình sẽ chuột phải chọn Separate, chọn Selection để mình tách nó ra. Tab để thoát khỏi Edit Mode. Mình sẽ di chuyển cái bậc thang này nó về đây. Và mình sẽ dịch chuyển nó về đây. Sau đó mình sẽ vào Modify. Mình chọn hiệu ứng Array. Để mình làm một cái cầu thang. Mình sẽ cài đặt Z thông số là 1 này. Và số lượng của nó là 8 bậc đi. Và mình sẽ Array nó theo trục X nữa. Nhưng mà mình muốn ngược lại thì mình sẽ để thông số là âm 1. Thì mình sẽ tạo được một cái bậc thang như thế này. Tiếp tục thì mình sẽ ấn Shift cộng với cả D để mình nhân bản cái cầu thang này ra. Và mình dùng công cụ xoay, phím tắt là R, mình sẽ xoay nó theo trục Z một góc là âm 90 độ. Và mình sẽ di chuyển nó vào đây. Ẩn cái bức tường này đi. Mình sẽ di chuyển nó vào đây. Mình sẽ được cái bậc thang như thế này. Và tiếp đến để tạo một cái chỗ nghỉ chân ở đây thì mình sẽ chỉnh sửa cái bậc thang. Nếu như mình cứ để cái hiệu ứng Array này, mình ấn Tab để vào Edit Mode thì mình sẽ không thể chỉnh sửa được toàn bộ cái bậc thang này. Mình chỉ sửa được cái bậc thứ đầu tiên này thôi. Để chỉnh sửa được toàn bộ cái bậc thang này, mình sẽ thoát ra khỏi Edit Mode. Mình sẽ vào cái hiệu ứng Array này. Mình sổ nó xuống và mình sẽ chọn Apply để apply cái Array này. Sau đó mình ấn Tab để vào Edit Mode. Và bây giờ mình có thể chỉnh sửa được toàn bộ cái bậc thang này. Và mình sẽ chọn cái mặt này. Mình sẽ ấn đây, quay về chọn mặt, mình chọn toàn bộ cái mặt này. Và mình ấn Shift cộng với cả D
mình nhân bản ra và mình giống công cụ etude, viết tắt là e, mình etude nó ra như này và mình sẽ được một cái bậc nghỉ như thế này. Sau đó mình hiện lại cái bức tường này, mình sẽ chọn cái bức tường này, mình sẽ kéo cái bức tường này nó lùi lại, quay về chọn cạnh và mình sẽ chọn hai cạnh này, mình sẽ kéo nó lùi ra như này. Và như vậy là với array này thì mình đã dựng được một cái cầu thang và một cái tòa nhà như thế này rất là nhanh chóng nhá. Và mọi người có thể sáng tạo để sử dụng cái hiệu ứng array này là tạo ra nhiều cái vật thể khác nhau.